Trước đây tôi cũng bị đau nhức xương khớp, loãng xương, nhức mình, tối ngủ không có được. Trong cơ thể của tôi nó thiếu một cái khoáng chất vô cùng quan trọng. Chất gì? Canxi. Tình trạng thiếu canxi gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Do đó, nhiều người đã tìm mọi cách bổ sung canxi. Nhưng có những trường hợp bổ sung sai cách lại vô tình gây ra những vấn đề nguy hiểm khác. Canxi nó có nhiều trong thức ăn lắm, lo gì mà thiếu ông ơi. Bây giờ ông mà ăn canxi nhiều là ông bị gút nè, là ông bị sỏi thận nữa. Đâu phải. Chồng tôi nè. Tôi nè. Chạy đua với thanh niên, được giải luôn. Xương khớp khỏe khoắn là do tụi tôi biết cách chăm sóc đó. Vậy làm thế nào để bổ sung canxi an toàn và hiệu quả? Những cái thực phẩm giàu canxi về đạm động vật, các loại đạm từ thịt cá, trứng sữa, đặc biệt cái hải sản, rồi riêng thực vật có các loại đậu. Ngoài ra thì cũng sử dụng cái sản phẩm uống bổ sung canxi. Chúng ta uống nên là khoảng 500mg thì cái hấp thu nó mới tốt. Canxi trên phốt pho là 2:1 á, thì như vậy là nó sẽ hấp thu tối ưu. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề Bổ sung canxi thế nào là đúng cách, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.